Xin chào các bác, anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh mua bán, trao đổi ô tô đã qua sử dụng. Và em là Cảnh, đại diện bán hàng trực tiếp tại đơn vị Từ Quý Auto ở địa chỉ số 18 Hoàng Quán Chi. Ngày hôm nay thì rất hân hạnh được quay trở lại công việc và lên sóng cập nhật qua cho anh chị về những cái sản phẩm hot hit tại đơn vị của em. Và em thấy trên thị trường tại điểm bây giờ, với những cái sản phẩm xe nhập khẩu có cái giá trị cực kỳ là cao, cũng như là đôi khi chúng ta lựa chọn phải mất thêm nhiều chi phí đi kèm. Ngày hôm nay thì em bổ sung được 2 xe, 3 xe cực kỳ đẹp để chúng ta có thể cân nhắc qua. Và đây là những cái sản phẩm xe gầm cao, gọi là khủng long đấy anh chị ạ. Em đang có 3 xe nhá. Ford Everest bản Titanium, sản xuất là 2022. Em có sẵn một cầu và hai cầu. Ở đây thì đang có một cặp trắng và một chiếc xe màu đen để chúng ta có thể cân đối và có thêm những sự lựa chọn hoàn hảo. Xin giới thiệu mọi người chiếc xe đầu tiên. Chiếc xe này của em là phiên bản 2 cầu, sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân, biển số gốc là biển tỉnh. Xe thì mới chạy được có 1 vạn thôi. Và chiếc xe ở giữa là chiếc xe bản 1 cầu. Và ngoài cùng cũng là chiếc xe màu đen là bản 1 cầu. Tí nữa em sẽ quay cụ thể và chi tiết từng mẫu xe để chúng ta có thể tham khảo qua. Với Ford Everest thì chúng ta có thể thấy là với kiểu dáng mới này thì nó sẽ có một cái thân hình nhìn trông nó cực kỳ là khỏe khoắn, rất là nam tính. Từ những cái chi tiết viền mặt chrome bên ngoài cũng như là về cái phần thân vỏ kết hợp với cụm đèn của xe thì sẽ có những cái đường nét chi tiết nhìn trông nó nam tính đúng không anh chị. Cụm đèn chia làm 2 tầng trên với phiên bản full, bóng đèn bi full led mọi người nhá. Đây này, bóng đèn bi performance này, đó, full led nhá. Giải led định vị ban ngày. Kết hợp với viền mạng chrome chính giữa cũng như là đi kèm thêm một cái option rất là hay trên với phiên bản 2 cầu này thế hệ năm 2022, đó là cụm camera 360. Và phần phía dưới chúng ta sẽ có một cái tính năng công nghệ an toàn, có cảm biến radar phía trước. Chúng ta có thể thích ứng khi di chuyển sao cho nó an toàn và được đảm bảo nhất. Dẫn động rồi có hỗ trợ về giữ làn đầy đủ. Chiếc xe bên cạnh đây là chiếc xe bản 1 cầu anh chị nhé. Thì bây giờ chúng ta nhìn ngắm qua cho em về option của phiên bản 2 cầu trước để chúng ta xem là nó có sự so sánh như nào. Thì bây giờ anh camera có thể quay chi tiết về khu vực ở bên trong nhá. Đơn vị của em khá nhiều xe, thế nên là về diện tích của xe thì em đang bày biện một cách rất là gọn gàng, thế nên là nó tốn diện tích để chúng ta có thể xem kỹ hơn. Nhưng mà về một số điểm em sẽ giới thiệu cố gắng làm sao chi tiết nhất để anh chị xem. Với cái phiên bản này thì chúng ta sẽ thấy là nhà sản xuất đã ưu tiên trang bị từ những cái chất liệu kết hợp từ đèn viền này, giả vân gỗ này, kết hợp với viền chrome xung quanh xe. Đó, nhìn trông rất là đẹp và ưng ý nhá. Như em này có thích hợp cửa sổ trời trên phiên bản này. Đặc biệt thì chúng ta để mà phân biệt so sánh được ấy, với phiên bản 1 cầu và 2 cầu, anh chị có thể nhìn thấy cho em, đó là cái cụm cần số của xe nó thiết kế khá là thấp nhá. Đó, khá là thấp, nó khá là vừa vặn với tay của người tiêu dùng. Ở đây chúng ta sẽ có kết hợp cài cầu. Các bác nhìn qua này, đấy, đúng xoay cầu. Và có thích hợp thêm phanh điện tử này. Có cảm biến trước sau này, chống trơn trượt và các đường đi địa hình. Ghế xe của đây ạ, ghế xe của em đây, các bác nhìn này. Không phải nói quá nhưng mà em nghĩ là nó có hoàn hảo. Nó có độ căng và tất cả các đường kim mũi chỉ, nút khâu đây nó còn rất là chuẩn chỉ mọi người nhá. Và với cái khu vực màn hình trung tâm đây, mọi người nhìn này. Bản lớn. Em sẽ vào cửa sổ lùi để mọi người xem nhá. Camera rất là sắc nét luôn. Anh chị nhìn qua chưa? Đây. Camera cực kỳ là sắc nét nhá. Với cái cảm biến rồi các góc nhìn xung quanh giúp cho chúng ta sẽ giảm thiểu cái việc va chạm khi lùi hoặc là cần phải xếp song song. Đó, mọi người nhìn qua này. Và nút ấn thì đầy đủ. Rồi có thể cài được những cái tính năng, ví dụ như là ga tự động, điều chỉnh các thông số. Như em này, thế hệ mới thì có cái rất là hay, em rất là thích. Nó gần như là một cái điểm cộng. Đó là cái cách mở cửa trực tiếp trên phần tay nắm cửa mọi người nhé. Rồi ạ. Hàng ghế thứ hai rất rộng. Hàng ghế thứ hai siêu rộng rồi. Đây, mọi người nhìn qua đi. Vị trí ngồi hàng ghế thứ hai chúng ta có thể tùy chỉnh được và kết hợp đi kèm, đó là hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ ba này trên với phiên bản 2 cầu nhá.
thì chúng ta sẽ có là gì? Chỉnh đóng ghế bằng điện. Còn với phiên bản một cầu chúng ta sử dụng bằng phương pháp là chỉnh cơ nhé anh chị nhé. Chỉnh cơ. Đó, đều có cốp điện. Đó, bản này của em là bản một cầu. Đây, mọi người nhìn nhá. Cũng có cốp điện. Cũng có cam lùi. Nhưng mà khu vực cuối này chúng ta phải sử dụng là phương pháp là chỉnh cơ. Đó, một cái điểm gần như là chúng ta so sánh qua nhá là sẽ thấy. Rồi đây. Các bạn nhìn này, bên trong khu vực nội thất của xe. Vị trí ngồi hàng ghế thứ hai tương tự rồi, không có sự khác biệt. Nhưng với khu vực của hàng ghế thứ ba và hàng ghế thứ nhất thì cái cần số đây mọi người thấy này, nó cao hơn nhá, cái cần số nó sẽ cao hơn. Được chưa ạ? Cần số sẽ cao hơn. Khu vực màn hình trung tâm vẫn thế này. Khu vực tay nắm cửa hay là táp ly cửa, những chất liệu tương đương nhau. Đó, nhưng mà đây trên vô lăng của xe sẽ có thiếu hụt đi một số những cái công nghệ hỗ trợ cho việc lái. Các bạn nhìn qua chưa? Bản này thực ra là cũng rất là phù hợp rồi. Tài chính đâu đó chỉ có vào khoảng tầm loanh quanh 1.2 nhá. Tài chính loanh quanh khoảng tầm 1.2. Còn em bản 2 cầu sẽ loanh quanh khoảng nhỉnh hơn 1.4. Đó, cái này thì em xin vắn tắt, gọi là tóm tắt như vậy để các bạn có thể ngắm qua. Còn nếu chúng ta thích về cái màu đen nam tính, khỏe khoắn thì đây, em có thêm một sự lựa chọn, đó là màu đen bản Titanium 1 cầu sản xuất năm 2022. Đều là những cái xe chất. Em này của em phải chạy được đâu đó khoảng tầm 1,5 vạn. Còn em này có loanh quanh khoảng tầm 1,3 vạn. Em này thì có loanh quanh 1 vạn. Đó, rất là nhiều xe. Thì quý anh chị nào đang quan tâm và cần tìm mẫu xe Ford RS thì có thể cân nhắc qua nha. 3 chiếc xe khủng long đang có sẵn tại đơn vị của em. Và hãy liên hệ em Cảnh để có thể nhận được mức giá tốt nhất. Cảnh xin cảm ơn.